Chào mừng tất cả quý vị đến với câu lạc bộ khiêu vũ về đêm. Ôi, sớm vậy, em tưởng thường cái lớp này mở giữa giờ chứ. Dạ. Mày hát cái bài này không ai khi vũ được, tao bị hành quân cái má. Mày là hát lại vậy? Vậy đổi cái điệu cho em đi. Tango mà nó ăn chút xíu là biết bài nào nó tiết tấu vậy đó. Thì coi anh Tiến, thí dụ á, mày bảo em muốn á, mời mấy anh cái chị nhảy thiêu vũ. Em phải giới thiệu một ca khúc đó, giai điệu gì, người ta mới biết. Đúng rồi, thấy cái gì vậy? Mấy người ta như thiêu vũ thì mày hát cái điệu gì mày mới á. Đúng rồi, dạ. Nghe người già ta giới thiệu chưa? Rồi vô. Rồi làm lại nha. Dạ, em giới thiệu là bài chuẩn bị hát là bài bài tango buồn thể điệu tango. Em ơi, ta vui chơi hôm nay một mình. Em ơi, ta đừng yêu cho đời. Đêm ngày mai khi mong chia tay, quên đi những tình lâu nay. Vẫn đi thế gian như người xa. Mới có nửa bài mà người thấy bà xuất khẩu á. Ta sáng tạo má ơi. Ta đang có hứng người ta nhảy. À tôi muốn cứu bà mà bà cũng muốn tiếp vô. Đường ngày có em về vô. Mà lấy lại cái tông. Chị mới chụp cái gì của bà lộ vậy? Các bạn chúng ta chỉ cầm cái gì trong tròn kìa. Hên cho bạn cầm bò. Sao nữa không? Tôi chỉnh cái tâm nhạc là này. Chị ơi, bình thường mà đúng không? Ngày cô em về. Chưa vô luôn. Ây da, ây da. Bây giờ bà ra đi, bà đứng chân em đi. Rồi, anh đánh đi là bà vô được, tới thì bà diễn tiếp. Từ ngày cô em về. Nhà mình chàng anh chàng. Chị dâu ơi, 10 điểm tan tan tan. Hết rồi. Chạy đồ chặt mấy rồi. Bể cháy dèo rồi. Sức, sức cái đồng này của ai rồi? Đi bếp, sao? Ta diễn thôi. Cho hỏi là bà mua ở hiểm cho bà ngủ nó nhảy vậy? Cái đó là nghệ thuật sáng tạo. Tiếp không? Sao bà mua vậy? Thầy ơi, tôi mang cốt cao nè. Bà đu lên người em vậy? Hồi xưa con phi thanh giang cũng đu lên người ta vậy đó. Ăn một tháng. Bà muốn đi xe lăn với bà lộ nhớ mấy năm trước rồi. Nói tiếp nè. Bây giờ cái lỗ mũi với cái mặt chị đâu còn gì nữa đâu hết. Không, kệ nó đi, thẳng luôn làm luôn lượt. Rồi vô vô vô. Chúng ta còn đôi chân nữa nha. Tiếp không chị? Chị tiếp không? Mai có phương vô. Dancing on the moonlight, 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 dancing on the moon
Show hay là Thư Vũ vậy? Giờ mình thích lại cái chương trình đi, để ta biết được. Nó bị nhiễm. À, bị nhiễm không? Bị nhiễm. À, bị nhiễm không? Nhiễm hết trơn á. Nếu mà là thấy nhiều quá, chạy thẳng trên nắng. Anh ông đỡ đầu lương bà Bella là đi đi. Anh cầm đầu, anh cầm đầu. Bà Bella. Bella cầm đầu. Không ai đi chứ kìa. Nhung suối á. Mãi Nhung nói cái gì bà lộn, thế nào lộn cũng nói là đi chợ. Ê, cái bà mà làm nét đi thôi, nó ghê lắm, bà nội ơi. Nhung suối. Thiệt. Bà làm cái nét đi thôi, tôi nhớ từ lúc bà nào đang nặng bụng, nó ghê lắm. Em dặn nè, người xấu không có được nói xạo. Tao nói thiệt. Chị, anh tình xấu đi chơi kì vậy chị. Chị chơi chị, ngập máu cung người. Yo. Xôn chị đây, xôn chị đây. Thì em nói đúng rồi mà. Nhưng tà lá kia nói tầm bậy tầm bạ đi, đừng nói nghiêm túc. Dạ hả? Ờ, đuổi ra đi chị. Bà nghe thơ lắm. Bữa nay thấy ôm trơn diễn vậy sao? Cái đầu đánh hết trơn nữa không? Thôi chiều đi, chị xét đắp. Cái mốt công chúa tóc mây. À, công chúa tóc mây. Ừ. À, thì tưởng đâu chị giống mấy bà miền Tây ôm trơn diễn á, cái đầu á, giống như ổ ổ rơm vậy đó. Công chúa tóc mây là gì đó nha? Ừ, tóc mây phồng lên nha. À, đây là công chúa tóc mây quận 8 đúng không? Không, không bả cái này là...